Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 4 đô la cái token RNT. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm cái nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn start này. Rồi, nhập mã captcha. Tiếp tục chọn continue. Rồi sau đó join vào group Telegram. Ok, quay lại này, join tiếp vào kênh channel. Rồi, join nhá, quay trở lại. Tiếp theo retweet này. Tag 3 người bạn cộng với cái hashtag này thì mọi người sẽ bấm vào cái dòng hashtag này để copy nhá. Rồi, sau đó vào Twitter này. Chọn follow này. Tiếp tục mọi người sẽ like này. Và sau đó chọn trích dẫn này. Ở đây thì sẽ test 3 người bạn vào. Rồi tiếp theo thì gắn cái hashtag vào. Chọn tweet lại. Ok, quay trở về bot. Mọi người đăng ký kênh YouTube này. Rồi chọn đăng ký. Và quay trở về. Sau đó thì sẽ join vào kênh channel Telegram. Tiếp tục chọn join và quay trở lại. Tiếp theo là follow và like retweet trên cái kênh liên kết. Rồi ở đây thì sẽ tìm đến cái bài đăng này. Bài đăng của nó nằm ở chỗ nào? Đây rồi. Mọi người kích chọn like và retweet. Sau đó quay trở về. Rồi đăng ký kênh YouTube. Ok, quay trở lại. Bấm chọn Submit. Rồi chọn Don. Tiếp theo gửi Profiling Twitter. Rồi sau đó thì mọi người sẽ gửi Profiling của kênh YouTube. Thì mọi người quay trở lại YouTube cho mình này. Trở về trang chủ nhé. Tiếp theo mọi người bấm vào ảnh đại diện đây. Chọn mục kênh này. Rồi sau đó bấm vào dấu 3 chấm. Chọn chia sẻ. Và sao chép. Rồi quay trở về. Nhập vào. Tiếp tục chọn đôn. Chọn yes. Và gửi cho nó địa chỉ ví PEP20. Rồi bấm chọn Static. À, ở đây thì mọi người sẽ phải join vào cái kênh này của nó nhé. Kênh Support. Rồi ok. Quay lại và chọn Static. Ok. Như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.